Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây sẽ là phần tin chi tiết. NATO sẽ điều quân nhân tới huấn luyện binh sĩ Ukraine trong tương lai, dù điều này có thể gây gia tăng xung đột với Nga. Charles Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết việc NATO triển khai huấn luyện viên quân sự tới Ukraine dường như chắc chắn sẽ xảy ra. Tướng Brown nói với các phóng viên khi đang trên máy bay tới hội nghị của NATO tại Brussels, Bỉ rằng chúng tôi cuối cùng sẽ đến đó sau quãng thời gian nữa. Theo ông, làm điều đó vào thời điểm này sẽ khiến các huấn luyện viên NATO gặp nguy hiểm và buộc Ukraine phải cân nhắc sử dụng những hệ thống phòng không quý giá để bảo vệ quân nhân của Liên minh thay vì các cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev trên chiến trường. Theo hiến chương NATO, Washington có nghĩa vụ hỗ trợ phòng thủ trong trường hợp huấn luyện viên quân sự của khối bị tấn công tại Ukraine, điều có thể kéo Mỹ vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Ukraine hiện thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực, quân đội nước này cũng đang ngày càng thất thế trên tiền tuyến, trong bối cảnh lực lượng Nga đẩy mạnh tiến công nhằm tận dụng khoảng thời gian viện trợ quân sự của Mỹ chưa được chuyển đến. New York Times dẫn nguồn thạo tin trước đó cho hay Ukraine đã đề nghị Mỹ và các đồng minh khác giúp huấn luyện 150.000 binh sĩ để tăng tốc độ triển khai ra tiền tuyến. Các nguồn tin quân sự Mỹ được đề cập trong bài viết cho biết việc chuyển các hoạt động huấn luyện sang Ukraine sẽ giúp các huấn luyện viên Mỹ nhanh chóng thu thập thông tin về những thay đổi đang diễn ra trên mặt trận Ukraine, có khả năng cho phép họ điều chỉnh quá trình huấn luyện của mình. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh vẫn do dự với ý tưởng này vì một cuộc tấn công của Nga vào các huấn luyện viên của họ ở Ukraine có thể dẫn đến việc viện dẫn điều khoản phòng thủ tập thể của NATO cũng như nhu cầu tăng cường phòng không để bảo vệ. Trước đó, Ngoại trưởng Anh David Cameron từng tuyên bố việc tổ chức NATO điều binh sĩ tới chống quân đội Nga ở Ukraine là quá nguy hiểm. Phát biểu với Sky News, ông Cameron nói rằng Anh phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev và tập trung vào việc bổ sung kho vũ khí, coi đây là ưu tiên quốc gia. Ông nói thêm, nhưng tôi sẽ không cử binh sĩ NATO tới Ukraine vì tôi nghĩ đó có thể là một bước leo thang nguy hiểm. Chúng ta đã huấn luyện gần 60.000 binh sĩ Ukraine rồi. Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa cho rằng không nên loại trừ khả năng triển khai binh sĩ NATO tới Ukraine. Trước đó, các quan chức cấp cao khác của châu Âu cũng đã đề xuất ý tưởng điều quân tới Ukraine. Trong đó, một số gợi ý rằng NATO có thể cử các đội ra phá bom mìn và các nhân viên không tham gia chiến đấu. Hiện tại, Ukraine đang gấp rút củng cố sườn phía đông bắc tại tỉnh Kharkov sau khi quân Nga bất ngờ tràn sang biên giới, mở mặt trận mới tại khu vực này kể từ ngày 10 tháng 5. Gần đây, Nga chiếm được một số khu vực biên giới Kharkov, bao gồm các khu vực phía bắc thành phố Vovchansk. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã cản trở nỗ lực của Nga nhằm thiết lập các cứ điểm ở phía bắc thành phố Vovchansk, hiện là điểm nóng ở mặt trận Kharkov. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cho biết tình hình ở Vovchansk và các khu vực biên giới khác dù khó khăn nhưng nằm trong tầm kiểm soát, đồng thời khẳng định chính quyền đang tìm cách bổ sung, tăng cường sức mạnh cho các đơn vị tại tỉnh này. Những người lính chiến đấu ở Vovchansk cho biết hiện đang xảy ra giao tranh ác liệt ở một số khu vực trong thành phố khi Nga tiến công theo từng nhóm lính nhỏ. Theo tờ The Wall Street Journal, viết tắt là WSJ, nếu những người lính Nga vượt qua được phòng thủ Ukraine, họ sẽ chiếm giữ các vị trí bên trong các khu nhà ở và dùng đó để nhắm vào lực lượng Ukraine. Sĩ quan cảnh sát Iho Khachenko hiện làm việc tại Vovchansk cho biết các tay súng bắn tỉa của Nga được bố trí trên các tầng của các khu chung cư đã chiếm được để nhắm vào lực lượng cảnh sát Ukraine, giúp sơ tán dân thường ở đây. Không chỉ vậy, quân Nga cũng triển khai UAV tấn công xe của lực lượng này. Thị trấn Vovchansk với dân số trước xung đột là 17.000 người đã trở thành tiêu điểm của giao tranh. Ông Volodymyr Timosko, lãnh đạo lực lượng cảnh sát vùng Kharkov cho biết quân đội Nga đã hiện diện ở ngoại ô Vovchansk và tiếp cận từ ba phía. Ông bổ sung rằng xe tăng Nga còn xuất hiện ở một tuyến đường chính dẫn đến thị trấn. Về phần mình, trước đó quân đội Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 4 ngôi làng ở biên giới. Trước đó một ngày, quân đội Nga cũng giành được quyền kiểm soát 5 ngôi làng khác. Theo hãng tin Ukraineform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng toàn bộ chiến trường vẫn đỏ lửa ngày đêm. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục bảo vệ các khu định cư biên giới và nỗ lực ngăn chặn quân Nga tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine. Nhiều nhà phân tích cho rằng việc quân đội Nga tiến công tại Kharkov là nhằm lợi dụng tình thế thiếu đạn dược của Ukraine trước khi vũ khí mà phương Tây cam kết có thể đưa ra tiền tuyến. Binh sĩ Ukraine cũng đánh giá rằng Nga đang sử dụng chiến thuật phóng hỏa lực không cân đối, kèm tấn công trên bộ để làm kiệt sức binh sĩ và hao mòn vũ khí Ukraine. Nga đã công bố video tên lửa Iskander tập kích vị trí họ cho rằng là sở chỉ huy lữ đoàn phòng không 302, đơn vị tên lửa tầm xa bảo vệ Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kíp vận hành tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã phá hủy sở chỉ huy và kho đạn của lữ đoàn tên lửa phòng không số 302 của quân đội Ukraine, khiến 50 binh sĩ đối phương thương vong. Địa điểm này bị phát hiện từ trước nhưng không tiết lộ vị trí cụ thể. Trong video được quân đội Nga công bố, máy bay không người lái UAV liên tục theo dõi mục tiêu. Một vụ nổ bùng lên ở khu nhà sát rừng cây, tạo ra cột khói lớn và nhiều mảnh văng kèm khói trắng bắn ra xung quanh. Vụ nổ thứ hai xuất hiện ngay sau đó, nhưng chưa rõ là nổ thứ cấp hay do Nga sử dụng tên lửa thứ hai để tập kích. Dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy vị trí này nằm gần làng Staria Vodolaga, phía tây nam thành phố Kharkov, cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 60 đến 70 km. Truyền thông Nga cho biết đây cũng là khu vực được phòng không Ukraine sử dụng để phóng tên lửa Patriot, bắn rơi vận tải cơ IL-76 Nga trừ tù binh hồi tháng 2. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin. Ngoài ra, RIA Novosti dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành thêm một đợt tấn công bằng Iskander vào điểm tập trung thiết bị nước ngoài của quân đội Ukraine, nhưng không nêu thêm thông tin chi tiết về vị trí và thiệt hại của đối phương. Iskander là hệ thống tên lửa chiến thuật hiện đại của Nga, trong đó phiên bản Iskander-M có đường bay theo kiểu bắn đạn đạo, được trang bị hệ thống dẫn đường vệ tinh. Mỗi quả Iskander-M dài 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn nặng 380 kg, tầm bắn 500 km. Đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine cũng đã triển khai 2 hệ thống pháo phản lực HIMARS gần tiền tuyến ở tỉnh Kharkov, rồi triển khai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M để tấn công. Nguồn tin quân đội Nga thời điểm đó cho biết 2 trận địa đều bị phá hủy. Vụ tập kích diễn ra gần khu định cư Lelyukovka theo hướng Kubiansk. Bước sang năm xung đột thứ 3, Nga đã cải thiện khả năng săn tìm và hủy diệt vũ khí chiến lược của Ukraine. Moscow gần đây tăng cường triển khai UAV trinh sát với tính năng tiên tiến, cho phép thu thập và chuyển dữ liệu tốc độ cao đến sở chỉ huy để ra quyết định tấn công chớp nhoáng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 5 cho biết, lực lượng nước này đã chặn hơn 100 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm ở khu vực phía nam, trên bán đảo Crimea và khu vực Biển Đen. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, 51 máy bay không người lái đã bị phá hủy ở Crimea, 44 UAV bị hạ ở khu vực Krasnodar, 6 chiếc ở khu vực Belgorod, 6 chiếc ở Biển Đen và 1 ở Kursk. Trong khi đó, Newsweek đưa tin máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu duy nhất của Nga trên bờ Biển Đen vào sáng sớm 17 tháng 5. Vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Rosneft ở thị trấn Tuapse, phía nam nước Nga đã được chính quyền địa phương xác nhận. Một đám cháy đã bùng phát tại cơ sở lọc dầu và lực lượng khẩn cấp đã được huy động để dập tắt ngọn lửa. Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong nào xảy ra. Đây là một trong những cuộc tấn công trong đêm lớn nhất bằng máy bay không người lái của Ukraine, diễn ra khi lực lượng Nga đang liên tiếp tiến công dọc chiến tuyến và giành được diện tích lãnh thổ lớn nhất trong 18 tháng. Ukraine gần đây tăng cường tập kích vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát, trong đó có bán đảo Crimea. Các vụ tập kích đã gây ra một số thiệt hại cho hạ tầng năng lượng và căn cứ quân sự của Nga. Trước đó, theo trang web của Hội đồng Đại Tây Dương, Ukraine đã thực hiện một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV tầm xa nhất trong cuộc xung đột, tấn công một nhà máy lọc dầu ở vùng Tatarstan của Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 1.300 km. Vụ tấn công trong chiến dịch sử dụng UAV đang mở rộng, gây thiệt hại đáng kể cho ngành dầu khí của Nga, nhưng điều đó cũng bộc lộ sự chia rẽ giữa các bên liên quan trong cuộc xung đột ở Ukraine. Những dấu hiệu đầu tiên của sự chia rẽ đối với cuộc không kích của Ukraine xuất hiện khi tờ Financial Times đưa tin các quan chức Mỹ đã kêu gọi Ukraine dừng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong bối cảnh lo ngại về giá dầu toàn cầu và khả năng trả đũa. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận phản ứng của Mỹ trước các cuộc không kích bằng UAV của Ukraine là không tích cực, nhưng nhấn mạnh Ukraine sẽ không chấp nhận những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí sản xuất trong nước. Tổng thống Zelensky tuyên bố, "Chúng tôi đã sử dụng máy bay không người lái của mình. Không ai có thể nói với chúng tôi rằng Ukraine không thể làm điều đó." Cho đến nay, các đồng minh chủ chốt khác của Ukraine vẫn chưa lên tiếng bày tỏ lo ngại tương tự về các cuộc tấn công bằng UAV vào bên trong lãnh thổ Nga.